Đỗ Dũng xin chào khán giả VTV, sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Amazon được phép thử nghiệm giao hàng bằng phi cơ không người lái. Hải quân Mexico chặn bắt 15 di dân lậu Cuba ngoài khơi Yucatan. Và hàng ngàn người Ecuador biểu tình phản đối dự định tổng thống trọn đời. Sau đây là phần tin chi tiết. Nỗ lực của công ty Amazon nhằm phát triển cuộc nghiên cứu về khả năng giao hàng bằng phi cơ không người lái đã đi thêm một bước nữa sau khi được giới chức điều hành cơ quan hàng không và không gian Mỹ cho phép có các chuyến bay thử nghiệm. Amazon đã gửi thư đến cơ quan hàng không Mỹ gọi tắt là FAA hồi tháng 12 năm ngoái và dọa sẽ chuyển cuộc nghiên cứu của họ ra các quốc gia khác nếu FAA không nhanh chóng cấp giấy phép cho họ thử nghiệm ngoài trời loại phi cơ không người lái. FAA hôm thứ Năm nói rằng Amazon có thể bay thử nghiệm nhưng chỉ vào ban ngày ở độ cao tối đa khoảng 122m và phải nằm trong tầm nhìn của người điều khiển có bằng lái phi cơ. Hiện chưa rõ là liệu FAA có đưa ra luật cho phép các công ty khác sử dụng phi cơ không người lái hay dự tính bao giờ sẽ có luật này. Công ty Amazon có trụ sở đặt tại Seattle, tiểu bang Washington, nói rằng họ có chương trình nghiên cứu để các phi cơ không người lái tự giao hàng hóa đến nhà các khách hàng. Tổng giám đốc điều hành công ty Amazon, ông Jeff Bezos, năm 2013 nói rằng công ty này muốn đi tiên phong trong lĩnh vực dùng trực thăng không người lái, giao các kiện hàng nhỏ chừng 2.3 kg trong khu vực có bán kính khoảng 16 km. Hải quân Mexico mới đây đã chặn bắt một chiếc thuyền nhỏ ngoài khơi bán đảo Yucatan của quốc gia này. Trên có chở theo 15 người đàn ông Cuba, tình nghi là di dân bất hợp pháp. Hải quân Mexico hôm thứ Năm cho hay chiếc thuyền của những người Cuba này đã được một tàu câu cá nhìn thấy trước đó. Giới hữu trách Mexico lên chiếc thuyền này hôm thứ Tư và đưa 15 người Cuba về một căn cứ hải quân gần thành phố Cancun, nơi họ được chuyển giao cho nhân viên di trú để làm thủ tục. Chính phủ Mexico vào năm 2008 đã ký một thỏa thuận với Cuba để trục xuất những người di dân bất hợp pháp gốc Cuba về nước. Trước đó, Mexico đã có thái độ khoan dung hơn với người di dân Cuba, ra lệnh cho họ phải rời khỏi quốc gia này trong thời gian từ 10 ngày đến 1 tháng, đủ để cho họ tìm đường tới biên giới Mỹ và được chính phủ Mỹ đón nhận theo chính sách chân ướt chân ráo dựa trên sự điều chỉnh năm 1995 của chính phủ Clinton về đạo luật Human Adjustment Act của Quốc hội Mỹ có từ năm 1966, sau khi người Cuba ồ ạt kéo sang Mỹ. Theo chính sách này, người dân Cuba nếu bị chặn trên biển sẽ bị gửi trả về nước hay đưa sang quốc gia thứ ba. Nhưng nếu họ tìm cách đặt được chân vào lãnh thổ Mỹ thì sẽ được đón nhận và dễ dàng thành thường chủ nhân. Sau các cuộc thảo luận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Washington và Havana mới đây, có tin nói rằng nhiều người Cuba đang tìm cách ra đi trước khi chính phủ Mỹ hủy bỏ hay xét lại chính sách đón nhận này. Hàng ngàn người dân đội mưa tuần hành hôm thứ Năm trong thủ đô Quito của Ecuador để phản đối dự tính thay đổi hiến pháp, theo đó sẽ chấm dứt việc giới hạn số lần tổng thống có quyền tái ứng cử cũng như các chức vụ khác. Cuộc tuần hành do các nhóm dân thiểu số tổ chức cùng với nghiệp đoàn và sinh viên học sinh diễn ra trong sự ôn hòa, dù rằng có vài nhóm nhỏ trong giới tranh đấu đã đụng độ với cảnh sát sau khi cuộc biểu tình chấm dứt. Tổng thống Rafael Correa, một kinh tế gia từng tự cho mình là người theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 21, hiện đang tìm cách thúc đẩy Quốc hội Ecuador thông qua một đạo luật, theo đó sẽ chấm dứt sự giới hạn về số lần những người giữ chức vụ dân cử, kể cả tổng thống, được tái ứng cử. Việc thông qua đạo luật này là điều rất có thể xảy ra, vì đảng Alianza País của ông Correa hiện chiếm 100 ghế trong quốc hội gồm 137 ghế. Ông Correa đắc cử lần đầu năm 2006 và sẽ phải rời chức vụ vào năm 2017, nếu không có thay đổi trong hiến pháp. Ông nói rằng ông sẽ chỉ ra ứng cử lần nữa nếu ông thấy rằng cuộc cách mạng do ông khởi xướng bị đe dọa. Ông được sự ủng hộ của người dân vì các chương trình an sinh xã hội, nhưng bị chỉ trích vì mạnh mẽ đàn áp đối lập. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.